Để anh đập nó nhá. Đừng làm với em nhá. Để anh dụ nó ra rồi anh đập nó. Đập nó. Lại chui trong rồi. Đi dình đẩy nó ra đây. Mày ra đây. Mày ra đây. Kéo ra đi. Cứ vào trong đi. Ôi, kéo ra đi. Ui, 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 đâm nó à. Con đi đây. Con nữa, có hai con à? Hai con quái vật anh ạ. Tấn công anh ạ. Đánh nhau. Phóng cứu nó anh ạ. Đâu rồi? Nào, đây. Đi đó.
Rồi, để tôi phi đó. Chú ơi. Nó nuôi rồi, nuôi rồi. Ui. Ui, con gì kia? Ui. Ui, con cá. Đập. Ui. Mày đây. Ui. Mày nó vào rồi. Nó chạy trong rồi. Thì tôi đập chúng nó rồi hay sao ấy? Để xuống đây xem thử nào. Xem nào. Kiểm tra thử nào. Hình như tôi đập chúng rồi. Đây. Mày đây nè. Được, có trong kia. Để em vào. Cẩn thận nhá. Cẩn thận đấy. Có thân hơi trong đấy không? Tiến xem nào. Tiến xem nào. Ôi Mày chết rồi, ông chạy rượu không thấy đâu rồi. Còn ông nữa. Người nữa mà. Ủa, nó ăn đầy xương người này. Ôi, ông ấy say, ông không chạy được. Chết rồi. Rồi. Mình nhớ nó xuống ra rồi. Đem xuống ra. Xuống ra. Nó lại chui trong rồi. Lấy xương nữa ra. Lấy vũ khí anh ấy. Đánh nó. Mày đây. Quang lại đứng đi. Thôi đây. Ok. Rồi, thấy chưa? Vào đi. Xem nào. Ôi. Không được rồi, nguy hiểm lắm. Con này nó không chữa quá. Con này phải đi này. Ôi, mấy con. Thôi. Đi. Chạy xem nào. Còn ông kia say không ra rồi. Vào cứu ông đấy, còn ông nữa mà. Mày vào đi không? Vào đi, mày vẽ người vào trước đi. Sao rồi? Đây rồi, chạy không? Đây rồi. Ai?